Vâng, và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón Thế Hưng lên sân khấu và cổ vũ tinh thần để các bạn thêm tự tin được không ạ? Bắt đầu. Moro, đó chính là xin chào trong tiếng Phần Lan. Xin chào tất cả mọi người, con xin tự giới thiệu, con tên là Ngô Đặng Thế Hưng. Hiện tại con đang 17 tuổi và con được sinh ra ở Hà Nội. Khoảng độ 6 tháng nữa là con sẽ tròn 18 tuổi khi đang sống xa bên gia đình ở bên đất nước hạnh phúc nhất, đó chính là Phần Lan. Con tự hào là một học sinh, một cựu học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, niên khóa 1721 và 2123. Hiện tại con đang sinh sống tại con đang sống và học tập tại thành phố Forssa, Phần Lan. Và con nhận được khá là nhiều offer, trong lúc con học tiếng Phần thì con có nhận được khá là nhiều offer của các trường từ Anh, Mỹ và Canada. Nhưng mà có thể kể đến là trường National Math and Science School tại Anh Quốc. Nhưng mà sau 2 tuần đắn đo và suy nghĩ thì con đã quyết định rằng là con chọn Phần Lan để đi du học. Cái này có thể giải thích cho lý do vì sao con lại chọn Phần Lan để đi du học. Thì theo con, định nghĩa của việc du học theo bản thân con đó chính là giao lưu văn hóa, lối suy nghĩ, cách sống với người bản xứ. Tại sao đất nước Phần Lan của họ lại là đất nước hạnh phúc nhất thế giới? Con có như mọi người đã biết thì Phần Lan là một đất nước đứng đầu về ngành giáo dục. Và cho dù đứng đầu nhưng mà họ vẫn có rất là nhiều thời gian dành để tự khám phá bản thân mình. Và đó cũng chính là lý do thứ hai con, để con có thể dành nhiều thời gian hơn khám phá bản thân mình, xem con thực sự muốn gì trong tương lai. Và cuối cùng là con muốn phát triển những điểm mạnh và sở thích sẵn có của con, giống như là đá bóng. Rồi tiếp theo con sẽ nói thêm một xíu về trải nghiệm của con bên Phần Lan. Thì theo con đánh giá thì nó khá là ổn. Con đánh giá là tự đánh giá trên thang điểm 8/10. Con có thể kể đến một số thành tích hiện tại con, đó chính là con tham gia đội bóng của thành phố Forssa tại Phần Lan. Thực sự thì khi mà con qua đấy con hơi bị sốc một tí, tại vì con đá bóng ở Việt Nam chắc cũng khoảng độ từ 10 đến 12 năm rồi. Nhưng mà con kia con đã bị sốc hoàn toàn, tại vì tất cả các kỹ thuật và cái tư tưởng suy nghĩ và chơi bóng của các bạn thực sự nó nằm ngoài sức tưởng tượng con. Và con phải dành chắc đến tận khoảng độ 4 đến 5 tháng để thực sự có thể bắt kịp được các bạn. Và con khá là tự hào về điều đấy. Con nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn đến từ thầy cô trong trường Forssa. Và và con làm quen được khá nhiều bạn trong trên trường và trong đội bóng. Điểm số thành tích học tập của con trên trường được thầy hiệu trưởng nhận xét là vô cùng ổn, rất là ổn so với mặt bằng chung của các bạn Phần Lan. Cho dù mình hơi bị có bất lợi một xíu vì ngôn ngữ của chúng ta nói gì thì nói vẫn không thể bằng người bản xứ được. Và con có 3 thành tích mà con muốn kể cho mọi người. Cái thứ nhất đó chính là con cùng thầy hiệu trưởng làm web PR cho trường, con được đại diện trường giới thiệu cho giới thiệu cho học sinh Finance Future khóa 2023. Và con khá là tự hào về điều đấy. Việc tiếp theo là con được mời làm huấn luyện viên đội trẻ cho công việc Summer Job. Nếu mà suy ra cho cùng thì con cũng vô cùng tự hào về điều này. Tại vì đội bóng con cũng có khoảng độ 20 đến 25 người, thì cũng sẽ có tầm 7 đến 10 bạn là bằng tuổi con. Và mọi người lại không mời các bạn đấy, và huấn luyện viên trưởng lại tin tưởng mời con làm, thì chứng tỏ là con đã khá là tốt trong việc energize hóa và chắc là khích lệ đội bóng nhiều, nên mọi người tin tưởng làm con cho huấn luyện viên đội trẻ. Nói là huấn luyện viên đội trẻ thôi, nhưng thực ra mấy em ấy cũng chắc cũng chỉ kém con 3 đến 4 tuổi mà thôi. Dạ, và cuối cùng con nghĩ đây chính là cái thành tích mà con thấy con nổi bật nhất. Đó chính là, con không biết có phải người đầu tiên không, nhưng là con là người đầu, con làm mất thẻ Resident Permit, cái thẻ duy nhất mà chúng ta không được mất, vô cùng quan trọng. Con phải đợi từ 3 đến 4 tháng để thực sự có, con mất đến khoảng độ 3 tuần để thực sự làm lại được cái đấy. Và 3 đến 4 tháng để họ gửi cái Resident Permit để cho con. Là có một lời khuyên nhỏ nhỏ rằng
các em qua bên kia đừng có làm mất thẻ vé sử dụng permit, làm rất là lâu. Rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói về một xíu về cách học tiếng phần hiệu quả. Cái này hoàn toàn dựa trên 100% cái kinh nghiệm của con và cái trải nghiệm thực tế của con. Đây là mọi người cũng có thể tham khảo. Và đặc biệt anh nghĩ rằng là mấy em nên quan tâm này một xíu. Rồi, chúng ta có thể thấy ở đây thì học một thứ tiếng mới, cho dù là tiếng Anh, tiếng Phần hay tiếng Trung Quốc hay gì đó, thì thứ quan trọng nhất đó vẫn chính là phải có môi trường để chúng ta giao tiếp, chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ đấy thì chúng ta mới không thể quên được. Thế nên là khi mà bạn chỉ thực sự học được tiếng Phần Lan, ví dụ như kiểu nghe nói khi bạn qua bên Phần Lan, thế nên là mấy em đừng có quá là lo lắng. Không vì thế mà ở Việt Nam chúng ta chỉ có chơi mà thôi. Nhưng mà anh có một lời khuyên nhỏ nhỏ rằng là ở Việt Nam thì chúng ta nên tập trung vào hai cái cho anh. Cái thứ nhất đó chính là grammar, cái thứ hai đó chính là vocabulary sanasto. Thì grammar thì theo anh nhận xét thì Finest Future thực sự làm vô cùng tốt về cái khoản này. Cái grammar mình qua bên kia mình vẫn sử dụng khá là, anh vẫn sử dụng khá là đều. Thế nên là mọi người có bài tập gì hay là có kiểu extra hay là có thể hỏi giáo viên là cho mình thêm bài tập được không? Đấy là một điều khích lệ vô cùng lớn. Tiếp theo là nói về anh có một lời khuyên là đó chính là chúng ta có thể sử dụng cái web ucklme.fi. Nếu mọi người có thắc mắc thì tí mọi người sau phần này thì chúng ta có thể hỏi anh sau. Nhưng và chúng ta nên trau dồi nhiều từ vựng. Có ba cái app mà anh hay sử dụng trong một năm vừa qua, đó chính là Duolingo, Memrise và WordDive. Duolingo thì anh thực sự không khuyến khích cái Duolingo cho lắm, tại vì anh thấy nó sử dụng không hiệu quả một tí nào cả. Nó giống như là một cái game hơn là một cái học. Tiếp theo là anh sử dụng rất là nhiều về cái Memrise. Cái Memrise đấy với cả cái WordDive, thì cái Memrise có một lợi thế, đó chính là cái Memrise nó sẽ free và WordDive thì hình như là mình phải trả phí 10 ơ một tháng nếu mà anh không nhầm. Nhưng mà anh sử dụng cái đấy mỗi ngày, dành ra khoảng độ 30 phút đến 45 phút một ngày để học cái đấy. Sau khi mình về nhà mình tự học thêm, thì anh thấy vốn từ anh khá là đủ để nói chuyện với các bạn ở trên sân bóng. Và tiếp theo là chúng ta nên chịu khó và xem bản tin bằng tiếng Phần Lan. Chúng ta để tra trên YouTube và có một trang web này, tí có thể anh có thể gửi sau, đó chính là ylle.uutisessa.suomeksi. Thì đó chính là cái ylle nó giống như kiểu cái VTV của Phần Lan vậy, nên là nó khá là hay vì chúng ta có thể sử dụng cái ylle.uutisessa.suomeksi đấy. Chúng ta có thể nghe bản tin bằng tiếng Phần Lan, bằng tiếng Phần đơn giản, và chúng ta có thể vừa nghe vừa đọc báo được. Nên là cái đấy nó vô cùng tốt, cho dù nó so với mọi người nói chuyện ở ngoài đời thì nó sẽ hơi chậm một xíu, nhưng mà không sao cả, chúng ta cứ từ từ mà chúng ta bước tới. Tiếp theo là có một tip, hai tip nhỏ nhỏ. Cái thứ nhất là chúng ta nên làm bài tập của Finest Future đầy đủ. Giáo viên hỏi gì chúng ta nên luôn là người đầu tiên giơ tay. Để cái đấy em không có mất quá là nhiều thời gian để phải dành cho review, tại vì chúng ta đã review khi mà chúng ta trả lời giáo viên, chúng ta làm bài tập rồi, nên là em không cần dành quá nhiều thời gian, ít nhất đấy là theo trải nghiệm kinh nghiệm của anh. Và cái cuối cùng, một tip anh nghĩ là ai cũng nên áp dụng, đó chính là áp dụng từ vựng vào đời sống. Ví dụ như kiểu anh chỉ vào cái ghế anh kêu là tua lì, anh chỉ vào cái bàn anh kêu là pơi ta. Chúng ta phải sử dụng cái những từ mà chúng ta đã học được ngoài đời sống thì chúng ta mới thực sự nhớ được, chứ không để học theo kiểu học vẹt, học thuộc được. Và ví dụ như kiểu anh đang thuyết trình đây thì nó gọi là exitus. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói một xíu về môi trường học tập ở bên Phần Lan. Còn sẽ giới thiệu qua một xíu về cách lukio, trường cấp 3 bên Phần Lan hoạt động như thế nào. Thì mỗi năm chúng ta sẽ có 5 kỳ, hình như là có một vài trường có 6 kỳ nếu mà con không nhầm. Nhưng mà theo FOSA thì mỗi năm trường con có 5 kỳ, mỗi kỳ kéo dài khoảng độ 2 tháng và có khoảng độ, hình như nếu con nhớ không nhầm, là 18 đến 24 buổi để chúng ta
sau khi chúng ta học xong thì chúng ta sẽ thi. Nó ở bên kia không có kiểm tra 15 phút hay kiểm tra một tiết như ở Việt Nam, nhưng mà nói chung là mọi người sẽ phải thi 5 kỳ liên tục nhau như thế. Nó sẽ chia ra thành hai loại môn. Loại môn thứ nhất là loại môn bắt buộc, loại môn thứ hai là loại môn không bắt buộc. Cái này sẽ là một ví dụ nhỏ nhỏ ở đây. Ví dụ như kiểu khi mà con qua đấy, con bắt buộc phải học môn triết học cho dù con không muốn một tí nào cả. Nhưng mà đừng lo, năm đầu tiên thì con chỉ cần bắt buộc học một khóa triết học mà thôi. Sau khi là tương đương cả một kỳ, con chỉ cần học một kỳ xong con thi xong là nguyên năm đấy con không cần phải dính dáng gì tới môn triết học nữa. Nếu như là mọi người có thực sự quan tâm và muốn học thêm về triết học thì đương nhiên là chúng ta hoàn toàn vẫn có thể đăng ký để tùy mọi người, nhưng mà theo con thấy thì không nên làm thế đâu. Chúng ta phải hoàn thành đủ 150 chỉ tiêu thì mới có thể tốt nghiệp trung học phổ thông ở bên Phần Lan. Nó sẽ chia ra là như thế này. Năm đầu tiên sẽ là 60 tín chỉ là 60 điểm. Năm thứ hai là 60 điểm và năm thứ ba là 30 điểm. Cộng lại tổng lại là 150 điểm thì mọi người sẽ đạt đủ yêu cầu để có thể thi tốt nghiệp. Đấy, và thi tốt nghiệp sẽ có 5 môn nếu con nhớ không nhầm. Môn đầu tiên là môn toán, môn tiếp theo là môn tiếng Anh, môn thứ ba là có thể chọn. Đúng vậy. Môn toán, tiếng mẹ đẻ ai đình kia thì cái này mình sẽ được thi theo diện là người ngoại quốc. Nên là đề của chúng ta nó sẽ đơn giản hơn một xíu. Cái này con không rõ lắm tại vì con chưa có anh chị nào thi cái đấy cả nên con chưa hỏi được. Và mọi người có thể chọn tiếng Thụy Điển hoặc là tiếng Anh. Nhưng mà mình khá là chắc là mọi người sẽ chọn tiếng Thụy Điển tại vì tiếng Anh tại vì không ai học tiếng Thụy Điển cả. Môn toán với cả môn tiếng Anh thì chúng ta có thể chọn hoặc là môn toán dài, có nghĩa là toán nâng cao rồi sau tiếng Anh ngắn, hoặc là mình có thể chọn toán ngắn hoặc là tiếng Anh dài, nó vice versa thế. Và mình sẽ được thi hai môn tự chọn, ví dụ kiểu môn hóa, môn vật lý, môn sinh học, môn sử các thứ, cái này hoàn toàn tùy mọi người. Và tiếp theo đó là phần gói gọn con về cách lục kiều trường cấp 3 bên Phần Lan hoạt động. Tiếp theo là con sẽ nói về một xíu về trường học. Cái thứ nhất là anh khá là chắc khi mà mọi người qua bên Phần Lan sẽ hơi bị bất ngờ một xíu, mà tại vì mọi người ở bên Phần Lan, giáo viên ở bên Phần Lan họ quá là thân thiện, họ thực sự rất là giàu năng lượng, nên là nếu chúng ta không hiểu hoặc là chúng ta cần giải thích thêm thì hoàn toàn chúng ta có thể giơ tay và hỏi giáo viên được, họ sẽ giúp tận tình 100%, họ sẽ giúp được những thứ gì mà họ hiểu được. Đấy. Và tiếp theo là luôn đọc bài trước ở nhà và highlight các ý chính để mình lên lớp chỉ cần học từ vựng và làm bài tập. Cái này thì cũng khá là quan trọng tại vì đấy là cách học của anh ở bên kia. Đó chính là trước khi anh, ví dụ như kiểu hôm sau là anh có môn môn sử đi, là anh sẽ đọc bài trước, rồi sau anh sẽ highlight một cái ý chính. Anh highlight một cái ý chính xong rồi sau đó anh sẽ thay vì cố gắng dùng Google Translate thì anh sẽ cố gắng tự dịch. Tại vì tự dịch cũng là một cái quan trọng mà chúng ta nên có. Anh sẽ tự dịch và sẽ cố gắng đọc lại. Thường là một lần đọc trước một môn thế sẽ tiêu tốn khoảng độ 15 phút. Nên là khi mà anh lên trường thì anh chỉ thực sự tập trung vào, anh đã hiểu hết kiến thức, anh chỉ xem bài giảng của giáo viên và anh làm bài tập mà thôi. Tiếp theo là sẽ nói về một xíu là cách kết bạn bên Phần Lan. Như mọi người biết thì bên Phần Lan mọi người thực sự rất là nhát. Anh luôn có một câu đùa, đó chính là người Phần Lan giống như mấy con thú hoang ấy, cứ đến gần là nó chạy đi thôi. Và thực sự nó là như thế. Thế nên là kết bạn sẽ hơi khó khăn một xíu, do hầu như các bạn Phần Lan đều đã có nhóm bạn riêng. Tại vì mọi người tưởng tượng là mình đến một khu vực nhỏ mình học thì mọi người các bạn đấy đã học với nhau từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, đã có người có thể quen nhau 10 đến 15 năm. Trong đội bóng của anh thì mọi người quen nhau từ 10 đến 15 năm, chuyện hoàn toàn bình thường. Nên là cũng sẽ hơi khó một xíu cho mình để kết bạn. Và cái thứ hai nữa là chưa kể đến về cái việc bất đồng ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng mà như trong slide thì chúng ta vẫn nên luôn là người chủ động kết bạn trước. Rồi,
Phần cuối cùng đó chính là phần nói suốt một xíu về cuộc sống ở bên Phần Lan. Thì cái đầu tiên là người bảo hộ của bạn luôn luôn là người bạn thân nhất. Người bảo hộ ở đây sẽ là Guardian. Khi mà mình qua bên đấy thì chắc chắn mình sẽ luôn có một Guardian. Anh không biết mọi người như nào, nhưng mà anh may mắn được thầy Simo Vestola, hiệu trưởng trường Anh, hiệu trưởng trường Forsa, làm Guardian luôn cho anh. Nên là anh với cả thầy có một mối quan hệ khá là thân thiết. Nên là cứ mỗi lần anh có thắc mắc gì hay là có vấn đề gì là thầy, anh sẽ luôn là người báo thầy đầu tiên. Và thầy cũng trả lời cũng nhanh phết đấy, cũng khoảng độ 4-5 tiếng sau thầy trả lời. Nhưng mà không sao cả, đợi trở lại hạnh phúc. Tiếp theo là hãy tìm một người bạn đồng hành trong học tập, một người bản địa. Tại vì cái trường hợp mà mọi người qua bên kia xong rồi mọi người không nghe hiểu được giáo viên khoảng độ 20-30% là chuyện diễn ra rất là bình thường. Nên là chúng ta hãy được thì hãy chủ động hỏi bạn bên cạnh rằng là kiểu, ê, thầy cô đang nói gì vậy? Mày có thể giải thích lại cho tao được không? Đấy, thì mọi người luôn sẵn sàng giúp bạn. Nên là hãy cố tìm một người bạn đồng hành trong học tập. Tiếp theo là, cái này là một tips vô cùng vô cùng lớn. Và anh luôn nói cái tips này cho tất cả mọi người khi mà anh biết là mọi người đi theo diện qua Phần Lan để học. Đó chính là đừng kỳ vọng qua Phần Lan để chơi. Anh thấy rất là nhiều trường hợp mọi người qua Phần Lan chỉ để chơi mà thôi, không tập trung vào học hành. Ở sau gây làm thất vọng cho trường và hiệu trưởng. Vì mọi người biết rằng là khi mà mọi người thầy cô hiệu trưởng đã tin tưởng chọn mình vào học, chứng tỏ rằng là mình họ đã kiểu đưa kiểu tin tưởng để chúng ta thực sự học tập, mà chúng ta không đáp trả lại được cái đấy thì cũng thực sự hơi đáng tiếc cho bản thân chính chúng ta mà thôi, chứ không phải là liên quan gì đến cả thầy hiệu trưởng cả. Giáo viên bên kia thì luôn theo cái suy nghĩ rằng là nếu mà mày học thì mày học, nếu mày không học thì tao không quan tâm. Mày có thể ngồi chơi game trong lớp tao không quan tâm, miễn là mày đi thi rồi sao mày qua môn, rồi sao mày nhận xét tốt với tao là tao ok rồi. Cuối cùng là tiếp theo là đừng kỳ vọng quá nhiều vào Phần Lan để rồi thất vọng nhiều. Cái này là tip dành riêng cho bản thân anh. Khi mà anh qua Phần Lan, anh không kỳ vọng quá nhiều. Anh chỉ thực sự quan tâm anh qua đấy, anh đá bóng và anh học mà thôi. Và đó chính là thứ mà anh thấy anh thỏa mãn nhất, đá bóng và học. Một tuần anh đá bóng khoảng độ từ 4-5 buổi. Và và anh vẫn để việc học ở trên đầu chứ không phải việc đá bóng ở trên đầu. Và một cái cuối cùng đó chính là mùa đông ở bên Phần Lan sẽ khá là buồn. Thực sự nói thẳng ra là thế. Mặt trời sẽ, hồi anh nhớ ở đỉnh điểm thì là mặt trời sẽ lên khoảng độ lúc 10-11 giờ trưa. Rồi sau đó lặn vào khoảng độ 2-3 giờ chiều mình sẽ, mà lúc mà mặt trời lên ấy thì cũng mây cũng cháy hết rồi, nên hầu như không có một tí ánh nắng nào cả. Nên là mọi người bắt buộc phải uống vitamin D3, không là mọi người sẽ hơi bị buồn một xíu. Nhưng mà không sao, cái đỉnh điểm đấy chỉ kéo dài từ khoảng độ 1-2 tuần. Nhất chúng ta không ở trên Sala khi mà nó có một cái sự kiện gọi là Camus, là nó sẽ 49 ngày đêm liên tục không có một ánh nắng mặt trời nào cả. Nhất là chúng ta không phải sinh sống ở khu vực đấy. Và còn nghĩ đó chính là phần việc kết thúc việc trình bày. Còn cảm ơn mọi người đã lắng nghe.